Đây là quá trình lựa ra các sản phẩm bát giọt nước. Đảm bảo sản phẩm tốt nhất được cung cấp tới nhà máy. Sản phẩm đảm bảo chất lượng xi mạ trắng sáng và đẹp. Có thể gia công theo yêu cầu xi mạ giả cổ, xi mạ niken và các kích thước khác.